ca bô chi chấm bô prê đồ minh bộ phê đòi ca măn tê đồ phê đòi cường sạc ca rạ bô chi đồ tây xê chấm bô bò ong ca bô chi tình ọt nâng mình tuân chỉ ca bô chi đó đom chấm bô prê đồ thà cột tê cư miên tế bạc để bắt tế bô chi nâng ánh đây chỉ ca bô chi đó đom chấm bô prê đồ thà cột nâng ánh ban nơi khôn ông chấm đọc nê thma trong lực lượng thả nhiệt nhóm bất tử bỏ rửa sát đại dương một đoàn vật và sát sát đá chắc này vì cho sử mà rồi hốt đoàn mùi khai bằng tay khơi thì nhiệt nhóm một dạng trần rộp mạch chật than tương ốc tu tăng bởi chiên để chạy Campuchia có đô chia mạch chật than nền nì rồi hốt đoàn kháng đại kra bởi tế nâng tiền đời xa ấy đời xa nhiệt nhóm ban đăng thả à vậy để nhiệt nhóm cầm bông tại phơ cầm bông tại bẩm bênh cầm bông tại co sang cầm bông tại chuẩn sập nứng cứ chờ hát để nằm ở ban nơi dịch đại sọc nâng anh ban nhiệt nhóm bột bỏ sạt prosay không scan bị chết bị ngại nà mua ở vậy nâng cứ việc cất cho nhầm pi sạch chặt thua nâng phỏng hai để cho anh ban nhóm bậc cả na trong lớp thua bay chấm nịch dừng hao thả tay cô đã thua tì mui cứ miên sạch chặt tí bí cứ miên khăn tẩy tí bay cứ miên cắt tình nhu trai cô tự thua nê đa bọc quà na miên hai cứ chỉ thua cầm pool xâm rạp bọc quà nâng phơ oi bọc quà nâng miên nằm lại phơ oi bọc quà nâng miên phiếp cầm cầm cản tí mui cứ sạch chạ nâng cứ xâm đào tự lờ phiếp xâm mọt trọng nhật nhóm xâm phiếp xâm mọt trọng ấy cứ xâm đá từ lơ phiếp xâm mắt trăng à vây cả đôi mà nô dương á bờ sân chỉ miên phiếp xâm mắt trăng rồi viên khní nình khní miên phiếp xâm mắt trăng chỉ mùi nâng ca nghi để khuôn ban bẩm bênh phớ rư có ca nghi để khuôn ban cầm bông phớ cầm bông bẩm bênh nâng mà nô dương á bờ miên phiếp xâm mắt trăng cứ sạch chạy nê ruột nâu tật na có có sọc đại mày nên nhật nhóm rồi nào tận nào có sọc đại để xa ấy phiếp xa mọt trọng bỏ dơ nâng ban bình chế prap nít ở tây thà dơ nâng cư chìa mà nụ miên cun ở thù mà nụ đề miên cun ở thù nâng cư tơ tận nào ọt chế sạp sâu nâng thế nhật nhóm để xa ấy để xa nẹ nụ miên sạch chạc nực nóng khá luôn đôi bỏ ông cư prea mà ha thom mẹ lăng cả rạm mình đi chăn sự chuẩn bà sân chỉ lúc mình miên phiếp xa mắt trăng xô thả lúc ai có sang vật bàn đấy nhật nhóm nhật nhóm lúc ai có sang vật bàn bộ bàn nâng đấy ọt bàn thế nhật nhóm dương chân nam mơ vật môi chùm nuồn chluộc nia tại rương ấy gây nhật nhóm rương lôi rương liếp rương sự ca rạ nâng ấy nhưng vật môi chùm nuôn ấy, mình tha vật ná thì cứ vật môi chùm nuôn. Bế để chú lua khá nha nâng, xu thả mà nô miên phiếp xa mọt trăng, rồi viên khá nha nâng khá nha rư cầu dặn nà, nhật nhóm. Đời xa ọt miên phiếp xa mọt trăng nâng ai, ban mà nô dơ nô miên ca chú lua khá nha. Chịt bị xa cứ rừng lùi cả rồi bọc vật nâng ai. Bắn tay, bà sân chỉ dốc, chùm nôl dục à vây để cất một hơi nâng dừng dục thơ tờ đôi phiếp xa mọt trăng nhật nhóm bà tha thơ cốt ai cất cốt tha thơ bà hí ai cất bà hí ấy nhật nhóm mẹ nế nơi bê để dân thả thơ cốt ai cất thơ bà hí ai cất bà hí thơ xa la chăn ai cất xa la chăn cho bà sân chỉ nhật nhóm chui lùi tử cho co sang bởi hì một hơn bởi hì tuần nâng bàn tờ so phóng nhiệt nhóm chết là tờ tiệt bàn đấy nhiệt nhóm ọt ai chết là tờ tiệt bàn thế nâng đời xa ấy đời xa lực cru lục miên phiếp vây chết là phóng miên sạch chặt nâng nông khuôn nâng phóng cú lục phơ ở vây tầng ọt nâng cứ chanh bị bách đồn hết ấy bạn tham hiền thanh thì thật vơ cách ca nghe nó tranh pi bạch đồn rùa ca nghe để tranh pi bạch đồn việc khó bị ca nghe để cấp
cập kể mẹ nói nhân nhọc à chanh bì bè đồ ngưng cư thơ đòi ca bênh chất nâng tầm đỏ bờ sân chi à vây đầy cây cất chanh bì ca cập kê ca mình xa mọt trăng nâng xa mít thị xa mít tập hòl nâng cư ăn lọ thì mẹ nói nhân nhọc mơ tơ miên tư tẩn nè tư tẩn nọ để xa ấy lai tà cập cương xâm nâng nâng mập này lai tà cập chì môi nâng chiêng nâng môi chùm này mẹ nói nhân nhọc à nâng hai đầy chân anh ban hả mình nu nơi bề đại khâm biên phía smart trang nâng cứ mình nu nu at rich chấm ran đây nhận nhau at rich chấm ran từ na rồi thế bàn tay bờ biên sạch chặt được nòng khuôn thưa oi mình nu nu biên đầm lại hơi thưa oi mình nu nu rich chấm ran nâng tiền pru à với đại bàn thưa đôi bọn ông kêu nên lộc thưa tranh pi bạch đông nơi bề đại thưa tranh pi bạch đông rồi bọn lộc thưa đòi ca bên chất bọn lộc đôi cụm nứt này ca chia vây được bao lâu phong lột phơi tới ban lọ rưỡi con mình lọ nhiệt nhộng phơi tới ban lọ nữa và hi á sưng tè miên tè mùi lơ lâu cái nhiệt nhộng mình toàn miên để na phơi tầm ruộng bẹp nâng mấy thằng và hi từng ó mình miên tới miên bàn tay tầm ruộng bẹp đôi lột phơi nâng cứ ắt toán ắt tần miên mày nói nhiệt nhộng đâu bị cho xin ma ban và man vọt ai nè bàn tràn vật hơi bàn tay lệ khẩn nặng bẹp nâng cứ ắt toàn miền hai đứa chân anh ban à dường mơ tới chỉ ti chưa được là bên đây nè nét để phơ khuôn ai nâng phơ tranh bị bẹt đông phơ đòi hiếp smart trăng ắt miền ca cập kê và vánh trăng chấm nói na nỉ mũi hai đứa chân anh ban à mình nô bờ miền hiếp smart trăng nâng phơ oi mình nô miên đầm lại hay miên phiệt lại thân đầu hay tơ cả lại na miên kê cả rập miên kê sờ lánh miên kê rập an tràn mẹ nói nhiệt nhộng ai lấy sầm bầu kê rập an bọn kêu tràn đấy nhiệt nhộng rập an tràn na sờ lánh tràn na nhiệt nhộng đời xa à vậy để lâu thưa nâng cứ đòi phiệt smart trăng hay lâu chỉ nét miên cầm nứt vây chli vậy là hai bậc cao đại bẩn hai sầm năng môi mũi nhiệt nhộng bờ sân chỉ thân nặng đắc nôm mình biên ca vây liệt sầm năng nước phơ tơ mình bàn sát mình bàn là o tề mày đấy nhiệt nhộng là mình bàn sát mình bàn là o tề đôi sầm mệt thiệt để lô tơ phơ nơi nông đại cẩm pung nương phơ hai nương phơ sầm rách nơi nông ca là cột nhiệt nhộng sầm mai mơ thả là bảo ông cấp phù bảy sập bảy mình tu từng ông bảo ông cụp bua 80 mét bảo đói nữa này cứ lục miên phơi chưa sờ lá chăn phơi chưa ấy định miên cùng rùa sạp nữa su thà nơi pê đây mà nuôi miên pan nha chăng nè ban cất ông pi quân nộp hiệp đấy nhiệt nhộng nơi pê để co sang sự mất thị thông chăng mà nuôi để chli hành chăng mà nuôi để miên pan nha chăng su thà ban cất bị rừng quân nộp hiệp ọt nhiệt nhộng nè cho bao cái này dây thả sầm năng vật cha ắt miên quân được hiệp nhom chư ắt số thì nhom chư ắt nè nhom môi chấm nuôn đời chán và cắt chỉ chư nè cái nhật nhom chư cái giấy đi chư bọn cừu và cắt chỉ chư bọn cừu hay pru mình nuôi để miên pan nha mình nuôi để chli hành chăng á rừng ấy thưa ấy mình cất cứu ông pi quân được hiệp mày đấy nhiệt nhộng nè rừng ấy mình cất cứu về rừng quân được hiệp hai đứa chân anh ban trăng chấm nói từng anh ban tham à pê kha khơi kỷ lực lang bị vật cha tới khơi nè bục con lật tây miền ca tuột mà thà bởi dương thưa đây kia mình cất dương vô kia chứ không ru tới nè dương mình chăm bách tổ tuột kia tề mày đấy nhiệt nhộng nè pro dương khơi thà à vậy nâng về là o bật bật men bởi dương ai vô cầm ru tam dương vô tư bàn tay bởi dương mình ai vô bán xôm ơi miên vật chả nâng chi á à rom thà ngày nào mui anh nâng phơ vật để bán xa đối định vật chả đẻ mày nói nhìn nhỏ còn tại dương phơ tam rồi biết dương bà ông cứu phơ tam rồi biết bà ông cứu chẳng tư dương phơ tam là tập hiệp bà dương bàn tay dương vô cả lại na để là o lại na để xa nâng vô chi à rom nơi bên nâng anh về phơ ơi mà nụ dương nâng cứ không bằng bài nực nông kịch ca nghĩa đây là ổ hai đứa chân anh bán thơm mà nực khơi thả
nơi bê đại kinh dây chết mùi chóc mùi bị vật và sát ra khẩn đạc chá nâng. Chúng bố thamá mình mên thà tự tuộc từ nà bật tích và đạc xa kế tế bần đại thamá bê khắc mà hô chật. Mà thà bố bó ông cừu lục khom thơ bần đăng hơi hết ấy dương dương chìa bật xong dương chìa bật quốc là ọt chết trách ọ dùm bối lúc nơi bê đại khơi kế thơ là ọ. Bê dương xâm đánh thua thà sổ sơ mà nụ đại cua sổ sơ lăng than suốt đôi kì chập tự đạc. Mên đấy nhìn nhóm, bạp nhìn nhóm bạp nhìn thà nà sổ sơ mà nụ đại mình cua sổ sơ thuyện nổ ruột đôi kì chập tự đạc. Bạn ta dương cho chất nơi bê để khơi kì thơ là ọ nè. Mình sao chìa bênh chất bà màn tê. Bố khai kì là ọ chiếng, chiếng khuôn. Mày nói nhìn nhọc. Bạn ta bởi dương thơ tam bê hát. Bạn ơi sao mà nụ đại cô sao. Làng than xua nó đôi kì chấp tự đại chân anh. Bạn ta bởi dương sao mà nụ đại mình cô sao nâng vĩnh. Có liệt nở ruộng tơ chìa mùi kế. Kê đại. Hay đi chân anh bàn thả. Rương đại kê lực làng mộc. Bê khá thma. Thma hô chất nè thả. Ô xùm nông vật chá. Ất miên cun nập hiếp. Ô. Bởi hiếp vật chá nó bạch. Ất sát. Bạn ta thma mà mơ về mình thầm ăn sát. Nhìn nhọc đau mơ luôn anh. Ta mình sao chlo mình sao sát mà ta. Đau mơ luôn anh tư. Mà ta chô ca nè khá miên con chất môi dù sát ta. Khá kê là o chiếng. Chẳng khuôn. Mày nói nhìn nhọc. Khá kê là o chiếng khuôn. Như ta chết thầm bằng áp. Chết thầm tị tiêm anh. Chết môi cho môi chẳng tử. Bạn ta. Bởi dương khơi nhỏ vây nâng chuyện sát đánh. Dương vi nì chai để khuôn ai nhìn tử. Hãy để chân anh bán. Chúng nói tìm mũi cứ ba mà nụ dương miên sạch chả. Thơ ôi mà nụ dương miên hiếp lại thân nô. Thơ ôi mà nụ dương miên đóm. Đóm lại hai tư cả lãnh ná có xâm bố kê xả lãnh kì rốt an chân. Đời xa dương chia mà nụ miên sạch chả miên hiếp smọt. Smọt trọng. Mày nói nhìn nhộm. Nhìn nhộm. Bởi dương miên sạch chả miên hiếp smọt trọng hay cứ tư cả lãnh ná có mình chạy sọt nâng tệ. Chủ cá đôi xả văn là xa nhưng đây. Về tình niên môn nằm bốn, chẳng cởi rồi bỏ bỏ ông mốt bán xâm rách. Chia bởi bút mùi bỏ ông khăn nông lột. Mẹ nói nhìn nhộm. Hãy để chúng ta bán thầy. Nơi trong chúng nói tì mùi cứ xâm đá tự lơ sạch chạy. Chúng nói tì bí cứ xâm đá tự lơ thua cứ khăn tây. Khăn tây sẽ cất đây ập thôn. Mình chết tới bật tu, mình chết tới khăn cớt. Mình chết tới thua ở vây tàu tam, tàu xạ chật. Cứ... Nơi bê đây kì tha kì đôi, kê nì dây kì đôi, kê thơ chỉ lẽ khả nạp xinh xinh tầm bay biết dương, biết biên dương kì đôi. Bờ sân chỉ dương không biên thua khăn tấy, dương ai tập tu xả rai cho môi kê thế nhật nhộm. Nhật nhộm. U tà hoa ta kê chê dương. Bờ dương ọt miên thua khăn tấy, dương ai chê kì vinh á. Rư cầm trâm ta chê ta vây kì vinh thế nó. À nên đời xa ấy. Đời xa dương ọt miên thua khăn tẩy. Bắn tay rương khăn tẩy này. Khăn tẩy thua nên cứ rương ở lăng ca rồi bỏ nẹ prai nhá nhật nhọc. Hai đời chân anh bán thả. Bờ dương miên thua khăn tẩy. Nâu ngay na mùi, nâu bê và lia na mùi. Dương nâng bán xâm rách đốt bóng. Bẩm nón đời xa dương miên thua khăn. Khăn tẩy. Đời xa ấy. Bởi đời miên bởi phía bà rôm bà cừu này dương này. Cứ bỏ ông có miên khua khăn tây nâng đai. Khâm ớt một chia diêm bầm bênh. Nơi bút tà cạc cạc thù. Rồi hốt bàn tra. Chia bỏ bút môi bỏ ông nâng lộc. Xua thà bờ bỏ ông mình khăn tây. Mình to su mình chia diêm. Xua thà ách man xâm rạch thế nhiệt nhộm. Nhiệt nhộm. Đôi vật bà sát sát gần đai khá chăng chăng ảnh. Bê khá. Bờ bỏ ông cừu mình miên ca ớt thốn. Bờ mình miên ca chia diêm. Bơ mình miên ca khom prang prai. Su thà ai xâm rác xâm mít tập phát tầng ọt nâng bàn đấy nhật nhọc. Ai nhật nhọc tổ tuôn school bì kê chmua bì kết tử dụa bì sân à đai sân à bà hùa bọc lộc bàn đấy nhật nhọc. Nà bà cót chìa mặt ai thế. Đời xa nực nông nông cú lộc miên thua khăn tẩy. Cư sạch đây ọt mút chìa diệm. Mình chạy tay bà tu xả rái tay chụp bước bộ cốt đọt tay xên xên. Bà nực nông chùm nực thua khăn tây nâng ánh nhật nhóm bất tập bò sát bà sầy. Nơi khăn nông kích ca nghi từng lai từng phương. Để dương bẩm bênh, để dương ban bà bất ban thua cả đời. Tôi bây chỉ khăn nông ca bạc để bắt thua cả đời. Nơi bê để dương chùm ra nơi khăn nông xa mặt thạc ca mặt than rư có vị bác sở na ca mặt than. Nơi bê nâng ánh để dương ban chùm ra nơi khăn nông ca mặt than na mùi. Ú tờ hoa thạc nơi cho nà bà. Đại miên cho bùa tờ cô chúng ta miên cho vên cho lấy. Cho
ណាគ្រោតគ្រាតចលល្អិតសង្ឃុំប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាមានទុក្ខវេទនាត្រូវមកគ្រប់សង្កត់ហើយប៉ុន្តែបើយើងគ្មានធัวខន្តីសេចក្តីអត់ធន់នឹងទេយើងនឹងមិនអាចចម្រើននៅគុណធัวទៅបាននឹងទេមែនទេញាតិញោមហើយនៅក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងពិបាកដែលបាត់ធัวនឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងគ្មាននៅធัวខន្តីគ្មានសេចក្តីព្យាយាមនឹងទេយើងមិនអាចបានសម្រេចដោយគោលបំណងរបស់យើងនឹងទេហើយដូច្នេះបានថា ធัวខន្តីនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបើមនុស្សយើងមានធัวខន្តីនឹងឈ្មោះថាមិនបានបង្កសត្រូវទៅដល់អ្នកដោះដតីមែនទេញាតិញោមដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានទៅបន្ទោសយើងមិនបានទៅតបតជាមួយនឹងបុគ្គលដតីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដោយយើងមានសេចក្តីខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់នឹងឯងនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ណា យើងឈ្មោះថាមិនចង់គំនុំមិនគុំគួនមិនព្យាបាទមិនអ៊ីសាមិនចណែតជាមួយនឹងបកលដតីនឹងឯងឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយក៏ឈ្មោះថាបានផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដតីដោយសារយើងមិនបៀតបៀនគេអានឹងនៅក្នុងធัวទី2ដល់នៅក្នុងធัวទី3នេះគឺសំដៅទៅលើកតញ្ញូកតញ្ញូនេះគឺការ ដឹងនៅគុណោបការៈដែលអ្នកដតីឬក៏ដែលយើងបានអាស្រ័យហេតុអីក៏បានថ្មើរលើកថាកតញ្ញូគឺការដឹងគុណដោយអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនានៃយើងនេះយើងគួរដឹងគុណអ្នកណាគេញាតិញោមដោយអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាយើងគួរដឹងគុណអ្នកណាគេ ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីយើងគួរដឹងគុណអ្នកណាគេហើយដូច្នេះបានថាអ្នកដែលមានធัวកតញ្ញូគឺការដឹងគុណនេះនាំឲ្យបុគ្គលនឹងអាចបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងមានន័យថាសម្រេចសម្បត្តិសួគ៏មានណាសម្បត្តិភោគៈទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏មានសម្បត្តិព្រះនិព្វាននឹងក៏មានគឺបុគ្គលដែលមានធัวគឺកតញ្ញូការដឹងគុណ ដោយអ្នកបួសយើងនេះយើងត្រូវដឹងគុណអ្នកណាគឺដឹងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដឹងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងគឺដឹងគុណព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងជាពិសេសគឺដឹងគុណព្រះនឹងឯងហើយដូច្នេះបានថាយើងកូនព្រះណាពេលខ្លះញាតិញោមដែលយើងពេញចិត្តកសាងព្រះកសាងជាបូជនីយដ្ឋានកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជារហូតដល់អ្នកបួសខ្លះ ឃើញយើងកសាងព្រះយថាកសាងព្រះកសាងព្រះថ្វាយអង្គមអស់ហ្វាកសាងព្រះច្រើនម្លេះយើងភ្លេចតែនៅក្នុងសាមពុទ្ធេមាន53អង្គក៏មានរហូតដល់2លានអង្គមែនទេយើងសូត្រនឹងញាតិញោមសូត្រថាយើងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ឬក៏យើងថ្វាយអង្គមគុណរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមញាតិញោមដោយព្រះអង្គដែលកសាងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ សួរតែយើងមនៈនឹងបានទៅថ្វាយអង្គមព្រះនឹងគ្រប់ព្រះឬក៏យ៉ាងណាញាតិញោមឬក៏យើងថ្វាយអង្គមនឹកដល់គុណព្រះអានឹងបានអាត្មាថ្មានេះហេតុអីបានអាត្មាលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាមានបទពិសោធន៍នោះឯងថាមានអ្នកខ្លះឃើញអាត្មាពេញចិត្តកសាងព្រះកសាងចេញចេះទៅគេថាណាកសាងព្រះឲ្យកសាងព្រះទៅថ្វាយអង្គមអស់អត់មកថាតែមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចមកថាចេះឬល្ងង់ ព្រោះយើងថ្វាយអង្គមណាឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គគ្រូថ្វាយធ្វើព្រះអង្គកំពស់80ម៉ែត្រយើងទៅថ្វាយអង្គមឲ្យដល់80ម៉ែត្រហ្នឹងឬក៏យើងថ្វាយអង្គមគុណព្រះអង្គញាតិញោមណាដោយកលែងខ្លះគេធ្វើសាមពុទ្ធេចិត្តដៃដូចនៅប្រទេសភូមាគេធ្វើសាមពុទ្ធេចិត្តដៃនោះគឺព្រះពុទ្ធរាប់លានព្រះអង្គសូម្បីតែពេលទៅថ្វាយអង្គមហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមកអង្គទាំងអស់ហ្នឹងឯងញាតិញោម ញាតិញោមគឺអត់ទេយើងថ្វាយអង្គមនឹកដល់គុណព្រះដែលព្រះអង្គនឹងបានខំបំពេញនៅបុណ្យបារមីរហូតដល់បានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនទៅមួយព្រះអង្គឯងទេព្រះអង្គទុកធម្មអសត់នឹងគឺទុកពធួរនឹងឯងដើម្បីឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិនឹងមែនទេញាតិញោមហើយដូច្នេះបានត្រង់ចំណុចទាំងអស់នឹងឯងមនុស្សដែលមានកតញ្ញូគឺការដឹងគុណបើអ្នកបួសយើងគឺកប់បីដឹងគុណព្រះ ដែលពាក្យចាស់គេតែងតែលើកឡើងថាជ្រោកក្រមម្លប់ណាឲ្យរក្សាម្លប់នឹងផងមែនទេញាតិញោមប៉ុន្តែសួរថាយើងដឹងគុណព្រះនឹងដោយអី
Chúm bùa bí bí khô sáng miên ấy kì. Miên trái sắc hà, miên sơl, miên sả mạ thị, miên bánh nhả. Chúm bùa bí bí khô sáng nữa nè. Cơ mình bách tự thơ ấy tràn, bách tự thơ ấy khá bí nâng tràn tê. Trâm ở dương chìa bọc quân miên sơl. Ôi bọc quân chì, chìa bọc quân miên sả mạ thị hay miên bánh nhả. Chúm mùa thay dừng bán bồ chìa cun bí, bán đăng cun bí hời. Mày nói nhìn nhầm. Bán ta rương, rương ca thơ ở vây xem xên chìa. Rung mà nhìn thân, tiếp bố nhìn thân cái lãnh cổ rốt sạc ra bố chìa nâng có chìa hẹt mùi nâm ôi chùm ra nấu, nấu bẩn. Mẹ nấy nhìn nhầm. Hẹt để chân anh bàn trăng chùm nực nâng bà xong dương cọp bây đăng côn priếc, đăng côn cừu ở bà chìa dìa cha, đôi chìa bà cừu cha tạ ca ấy chìa đam chân tư. Chùm nay nhìn nhầm bốt tạ bò rời sát vinh, cọp bây đăng côn ở bốc đăng côn mà đài. Chìa niệm miên khát tình nhu cư ca đăng côn. Bộ quân để miên cách tình nhu cư ca đơn côn nâng ảnh. Ai thơ ôi bộ quân nâng ban nơ xâm bắt cọp dạng. Cư xâm bắt tí mùi xâm bắt mà nu. Tí bi xâm bắt tê và đà. Tí bay nâng cư xâm bắt bình nít. Nịp biệt. Mẹ nói nhìn nhộm. Đời xa ấy, đời xa dân miên cách tình nhu cư ca đơn côn. Ca đê bỏ ông nơi chìa bô thị sát nơ lời nâng. Ở ca đê bỏ ông nơ bô thị sát. Ca đê bỏ ông ban tra đơn hơi nâng. Có bỏ ông ban sừng cửa đòi nhiệt. Ban sừng cửa đòi sát tương lai nâng đài. Hay để cho nên đời xa ấy. Đời xa bỏ ông đăng côn nhiệt đăng côn. Chùm bùa bò rồi sát nâng ấy. Ban bỏ ông bỏ đòi nhiệt tương ọt nâng nâng. Hay để cho nên đôi. Đôi nơi khôn nông nâng cư bỏ ông ban tơ sầm đây. Nà. Bị áp bị thuâm nơi than ta vào tầng nâng. Đầm bay bỏ. Bút thầm mệt đà nâng cư. Đời xa bỏ ông đăng côn rồi bác mệt đá rồi bác viết bởi ông. Các đại bác bác sở thô tình niệm mà hà riêng trâu chư trâu miên phải chua nâng cứ bỏ ông ban tư tô lai bỏ ông ban liêng phải say sạc nà bác bác sở thô tình niệm nâng cứ chong bởi chết tha mà niên bị khổ tình lai bở niệm tình lai chong prathna nô bô thì nhiên nâng niệm tình lai có bấy miên thua cứ cắt tình nhu nâng cứ cá đăng côn. Đăng côn là bốc đăng côn. Đăng côn mà đài. Mẹ nói nhận nhầm. Ai lời nhận nhầm đăng côn hay nâu. Đăng côn là bốc đăng côn mà đài. Đăng côn bà bốt bà thua bà xong hay rừng nâu. Hãy để chân anh bán trong chùm nội nâng anh. Ôi nhận nhầm bốt tà bò rời sát bà sầy. Bà sân chỉ dường miên trai cốt tà thua tàng bày nâng. Tì mùi sạch chạ. Tì bì khăn tây. Tì bày cứ cắt tà nhu nê. Cứ chia bộ quơ. Tư cả lãnh ná có ọt chết sạp xô nâng đài. Miên kê giả lãnh, miên kê rộp án, miên kê chô chất, chất tràn. Sẽ đạp bán đấy nhìn nhóm. Và sẽ đạp bán xôm ạ nà mô tình đi. Nà hay kênh nà chô ruông bà mạng bà nè. Khoa khát ấy có xôm lực rưu chùi bông bánh.